Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Thì hiện tại mình đang có đây một chiếc iPhone 6S Plus màu hồng. Và như cái tình trạng mình đang nhận được của nó thì nó đang bị mất loa ngoài. Và mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Đó, và như các bạn cũng có thể thấy thì khi mình mở nhạc lên thì nó đã không có phát ra ngoài. Và để khắc phục cái tình trạng này thì mình sẽ thay cái loa ngoài cho chiếc iPhone 6S Plus này. Ok, và mình đã thay xong cái loa ngoài cho chiếc iPhone 6S Plus. Và các bạn có gặp cái tình trạng nào tương tự như mình thì hãy mang ngay tới Điện thoại Vui để được tư vấn và kiểm tra miễn phí. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.